Trà thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài, hân hạnh đồng hành. Hãy cùng chào đón những thí sinh của Bước nhảy ngàn cân. Nhà thiết kế Nga Nguyễn, cô gái có nụ cười rạng rỡ, tố tố, một cô gái cá tính và độc đáo, ngân nga, soái ca Lộc Vượng, cô đuôi dạy trẻ Mai Trang và Hot Boy Dance Squad Thái Sơn. Ca sĩ Ngạn Cương Xuân Lộc, diễn viên kịch nói Thủy Trang và cựu vận động viên judo Ngọc Khánh. Quý vị đang theo dõi chương trình Bước nhảy ngàn cân, đồng hành bởi nhãn hàng trà thảo mộc Dr. Thanh. Hãy cùng chào đón MC Trấn Thành. Trấn Thành xin được chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đang đến với chương trình Bước nhảy ngàn cân Dance Your Fat Off. Quý vị và các bạn đang đến với phần mở đầu rất là tươi sáng của 9 thí sinh của Bước nhảy ngàn cân năm nay. Và các bạn biết không, tuần vừa rồi chúng ta đã trải qua một tuần nhạc kịch Broadway vô cùng kịch tính, tiết mục nào cũng hay. Và đó là lý do vì sao mà tuần vừa qua chúng ta không có một người nào bị loại cả. Nhưng hôm nay nó cũng là một cái điều gây trở ngại cho các bạn, bởi vì không những chỉ loại một mà tuần này sẽ loại đến 2 bạn một lúc. Vì vậy áp lực sẽ đặt trên đôi vai của chính bạn. Và trước tiên chúng tôi mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi bài tập mà các bạn hãy phải vượt qua trong tuần này để có thể giảm cân. Và bài tập đó tôi tin chắc ở đây ít có ai có cơ hội tập, đó là leo núi. Tới lên núi là cảm thấy ớn lạnh xương sống rồi. Cảm nghĩ đầu tiên của mình đó là rất sung sướng. Nhưng mà tiếp theo cái sự hào hứng đó là một sự kinh khủng. Vừa đi vừa phải tìm đường này, vừa phải dùng tay là vạt hết cả lá ra này. Kinh khủng nhất là mấy con muỗi rất là bự, đá gập ghềnh. Mình mà sơ sẩy một chút là mình đi là mình sẽ bị té liền luôn. Mỗi người sẽ phải đem một cái ba lô, nam phải có 40 chai nước nhỏ, nữ thì là 20 chai, kèm 40 kg mỡ quát lên người thì ôi tôi, cả cái đôi vai của mình nặng trĩu xuống luôn. Cứ đi lên một bậc thì là chân tay nó run lẩy bẩy lên luôn. Nó mệt, chỉ sợ là bị ngã ra đằng sau thôi. Kiểu như mình bò lên, đã tới nơi. Mọi thứ mệt mỏi đều tan biến hết và thay vào đó là những niềm vui. Và mình cảm thấy hôm nay đúng là một thử thách tuyệt vời. Quý vị và các bạn vừa theo dõi quá trình tập luyện của các bạn ấy trong công việc leo núi, nhưng mà quan trọng là bài nhảy của các bạn ấy sẽ như thế nào. Trước tiên chúng ta sẽ cùng gặp gỡ lại những nhân vật sẽ đánh giá các bài nhảy ấy trong đêm nay. Và xin mời toàn thể quý vị và các bạn hãy cùng hướng mắt về quả cầu long lanh lấp lánh đằng kia để chào đón ban giám khảo. Xin hãy chào đón giám khảo John Huy Trần, giám khảo Đàm Vĩnh Hưng và giám khảo khách mời, thưa quý vị, ca sĩ Noo Phước Thịnh. Các bạn có thấy một điều gì đặc biệt không ạ? Hôm nay 3 nam thần của chúng ta đều chọn cho mình gu màu rất là quý phái, cổ điển. Có những người còn lấp lánh, có những người rất là huyền bí, óng ánh. Rồi có những người áo chải xệ, nhưng nó vẫn không kém cái phần liêu trai, làm cho người ta muốn khám phá, muốn xé toạc cái đó ra coi bên trong nó là cái gì. Tại sao lại như vậy? Là tại vì ngày hôm nay cái chủ đề là về thần thái, là về cái sự huyền bí và muốn khám phá bên trong. Chủ đề nhảy jazz. Bây giờ thế này quý vị, những người mà chưa tìm hiểu về cái bộ môn này, biết nhảy jazz là như thế nào, tôi mời John Huy Trần ra biểu diễn thử các bạn xem được không? Đấy, John ra đi vài đường để mọi người hiểu jazz là gì. Clap your hands. Các bạn thấy là hôm nay Thanh John đẹp không ạ? Mới cắt tóc này ha, giảm cân thành công ha, không còn bụng ha. Các bạn thấy là đây là một trong những giám khảo mà đầu tư giày dép nhiều ha, giày 1000 màu ha. Ok. Đây là tôi chỉ nói sơ sơ, đó là bề nổi đó nha, đây là bề chìm nè. Jazz là gì John hả? Jazz thì có rất là nhiều phong cách khác nhau. Phong cách của châu Phi và pha vô với kỹ thuật ballet, đó thực sự là jazz. Ừ, nói vậy là dễ hiểu lắm đó John. Có cách nào cho thấy luôn không? Thì mình có jazz cổ điển, classical jazz. Okay. Thì mình làm mấy cái động tác như là ball change, party, mình quay, bam, bam. Tùm tùm ta ha, way up. Ok. Còn nếu mà jazz hiện đại thì sao? Mình có jazz funk và street jazz. Jazz đường phố, jazz funk, cái kiểu là da da da, boom ha, boom a. Đó, cái kiểu như vậy. Là cái kiểu mà phải bẻ khớp dặn xương không được đó. Đúng rồi. Còn cái street jazz là sao? Street jazz là jazz đường phố thì nó nắm mạnh hơn, là 1, 2, boom boom ha, boom ha ha ha. Cái kiểu như vậy nè. Có nghĩa là hồi nãy cái kia là nó gói về, còn này là đẩy ra. Nhưng mà nhảy cái mặt nó phải sexy đúng không? Đúng rồi. Nó hơi chảnh chảnh đúng không? Dạ. Quay qua cái hình này nó đẹp hơn. Làm lại đây 2, 3, and boom a, boom a, boom a. Vậy là hợp lý đấy. Cái này ra phân thì tôi thấy là như vậy là đã không phân biệt thì hai người kia cũng phải ra nhảy chứ đúng không? Chứ cái gì mà phân với biệt cái gì ở đây? Tại vì mặc đồ đẹp như vậy mà không ra nhảy đúng không các bạn? Mời hai người. Xin mời. Các bạn thấy không? Cái anh Đàm mà không ra thì làm sao thế giới biết được là anh có đôi giày còn chiếu hơn của John Huy Trần. Ra đây để cho thấy giày chứ mà để nhảy. Nếu nhảy là bé Nụ nhảy giỏi lắm. Bé Nụ. Đúng rồi. Mời bé Nụ nhảy vài đường jazz. Talking all that jazz. Anh không biết, thật là khó cho anh. Nói chứ anh Hưng á là anh nghiêm túc quen rồi. Cái cao á thì bóng phải cả, cho nên là anh Thành á anh phải bợ liền cho anh Hưng vậy đó, để cho anh Hưng anh không có phải nhảy, không phải thị phạm. Chứ nãy giờ Noo với anh John là nhảy muốn chết luôn đó quý vị thấy không? Bất công. Quý vị khán giả ơi, John là master, còn Noo là người nhảy rất căn bản, rất rõ ràng. Cái này không chịu thua thiệt. Có nghĩa là mỗi người một trường phái thôi. Thành thử ra thôi mình cho anh Hưng anh nợ một lần ha, rồi lần sau có gì anh sẽ biểu diễn. Rồi 100 vỗ tay cho cả ba vị giám khảo. Cảm ơn anh. Trà thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài, hân hạnh đồng hành.